Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình tiếp tục mình chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bông dạng thọ cũng như là chia sẻ cho các bạn là cái cách khắc phục là khi hoa của mình mà nó làm nụ sớm trong cái thời điểm là mùng 4, mùng 5 tháng 12 âm lịch ha. Vì cái thời điểm này các bạn mà cái nụ hoa của bạn mà nó to bằng cái ngón tay út của mình à, hoặc là nó gấp đôi gấp ba cái nụ hoa của mình đang quay cho các bạn xem nè thì là một trăm phần trăm luôn là nó sẽ là trổ hoa sớm đối với những cái giống là màu vàng ha còn những cái giống màu đỏ các bạn là nó cũng sẽ là trổ sớm nhưng mà nó sẽ là chơi tết được vì nó là cái giống màu cam nó rất là khó xuống màu nha mọi người còn những cái giống màu vàng là nó có sẽ có những cái tàn cánh trắng nha đó, thì đây thì mình lưu ý cho các bạn vậy và cái cách khắc phục mà đối với mà hoa của mình mà nó làm nụ sớm như vậy đó thì sẽ có là nhiều cách nha các bạn chứ không phải là một cách ha cái cách thứ nhất đó, là mình sẽ lải những cái chèo những cái chèo mà có cái nụ hoa chính đó các bạn thì mình sẽ lặt bỏ đi và mình chỉ lấy là những cái bông nụ nhỏ như như thế này thôi là nó sẽ là đúng tết nha các bạn ha tại vì trên một cái bông các bạn thì nó sẽ có rất là nhiều cái nhánh chèo và những cái nhánh chèo chính là nó sẽ là chỗ bông sớm nè ví dụ như ở đây nè nó thì khi mà của bạn mà nó đã to như thế này nè bạn có thể là bạn lại bỏ những cái nhánh bông chính ha và mình sẽ lấy những cái bông nhỏ nha mọi người nhưng mà cái cách này các bạn thì hoa của mình thì nó sẽ không có đẹp nha mọi người ha nó rất là xấu luôn tại vì cái bông chính của mình là mình đã lặt bỏ đi rồi mình thấy nó sẽ trước tết đó các bạn và khi mà mình lặt bỏ đi thì dinh dưỡng thì nó sẽ tập trung vào những cái nhánh chèo thì đó là cái cách thứ nhất ở đây thì mình chia sẻ cách cho các bạn lựa chọn ha và cái cách thứ hai nữa thì là mình sẽ là tưới phân nha các bạn thì tưới phân ở đây thì bạn có thể là sử dụng là cái phân ure hoặc là cái phân là dap ha những cái dòng phân mà có đạm cao và đặc biệt là không có kali và lân nha mọi người khi mà có kali mà và lân mà bông của bạn mà nó đã nở to như thế này rồi đó, thì bạn rải hoặc là các bạn tưới vào thì cái nụ hoa chính của bạn thì nó sẽ mau phát triển hơn nữa và thậm chí là nó sẽ sớm hơn nữa. Thì do đó thì mình chỉ tưới được những cái dòng phân là Ure hoặc là những cái dòng phân như là DAP thì nó sẽ kìm hãm lại cái độ phát triển của cái nụ hoa của mình nha đối với mà những cái dòng phân mà đạm cao á, thì nó sẽ giúp cho cái lá của mình các bạn nó xanh và thậm chí là nó xanh đen luôn và nụ của mình á, thì nó sẽ phát triển rất là chậm ví dụ như là phân là DAB ha BDAB thì mình có thể là mình lấy khoảng đâu là 80C phân ngâm để mình tưới cho nó nha mọi người và mình tưới rất là nhặt ngày luôn có nghĩa là mình sẽ tưới là nhiều lần thì thông thường thì mình sẽ tưới định kỳ cho nó là từ 5 cho đến 6 ngày là một lần ha còn bây giờ mình sẽ là 4 ngày mình tưới cho nó một lần và mình tưới cho nó là cái liều lượng nó rất là mỏng nha các bạn còn đối với mà cái phân mà ure đó thì mình sẽ lấy là một muỗng ăn canh pha với 10 lít nước và mình tưới cho trên cây bông dạng thọ của mình khi hoa của mình mà nó đã làm nụ to nha nó các bạn lưu ý ha và đặc biệt nữa thì nếu như là các bạn mà trồng ít á thì các bạn là nên đem nó vào cái bóng râm nên đem nó vào cái bóng râm nha các bạn. Nhưng mình đang quay cho các bạn xem là nó đang là cái bóng râm nè. Thì nó sẽ là phát triển chậm lại. Cái nụ hoa của mình nó sẽ không bị kích thích khi mà gặp ánh nắng mặt trời nha. Đó. Nụ hoa của mình mà nó gặp ánh nắng mặt trời như thế này nè các bạn đó thì nó sẽ rất là mau phát triển luôn. Nó rất là mau luôn nha mọi người ha. Thậm chí là những cái nụ mà bạn thấy mà nó trẻ trẻ như vậy đó nó vẫn là phát triển nhanh nha mọi người rồi thì tiếp tục thì mình sẽ là chia sẻ tiếp cho các bạn là về cái phần là giá thể cũng như là cái phần là nước tưới trên cây bông dạng thọ của mình mà khi mà nó làm nụ sớm nha mọi người thì đối với mà về cái phần nước á các bạn là các bạn là phải đảm bảo cái lượng nước cho nó là từ sáng tới chiều á là cái chậu hoa của mình nè à, là nó phải là ướt đẫm nha thì nếu như mà nó không ướt như vậy á thì nó sẽ bị thiếu nước các bạn là khi trưa xế trưa khoảng đâu là hai ba giờ trưa đó các bạn là cái lá của mình á các bạn mà nó gặp cái ánh nắng á thì nó sẽ bị xào lá nha mà khi mà nó bị xào lá như vậy đó thì những cái nụ hoa này nè thì nó sẽ là phát triển là nhanh hơn nữa và mình sẽ bị là trước tết nha đối với mà những bạn mà không lặt những cái nụ hoa chính như lúc nãy là mình chia sẻ cho các bạn là hai cách nha. Còn về cái phần là giá thể thì các bạn là có thể là thêm cái phân hữu cơ cho nó, tức là cái phân chuồng nè các bạn đó. Nói chung là phân hữu cơ là được nha các bạn ha. Và các bạn là không nên đi cái phân hóa học nha. Những cái dòng phân hóa học như là có là kali, uh, ví dụ như là 20 15 ha thì nó sẽ là làm cho cái nụ hoa của mình là nó sẽ to hơn nữa nha mọi người. Thì đó là cái phần là À, cách khắc phục đối với là cái hoa nó nở sớm ha vẫn còn một cách nữa các bạn nhưng mà trong cái thời điểm này thì mình sợ là các bạn làm không kịp nhưng mà đối với mà những bạn mà ở trong cái thời điểm là mùng 4, mùng 5, tháng 12 âm lịch á thì bông của mình mà nó nở to hơn hơn thế này nha thì bạn có thể là bạn ngắt cái cây hai cho nó luôn thì lúc trước là bạn đã xác định là bạn ngắt cái cây một cho nó rồi nhưng mà trong cái thời điểm mà mùng 4, mùng 5 mà bông của mình mà nó vẫn còn to như vậy đó thì các bạn là bắt buộc phải ngắt cái cây hai cho nó ngắt cái cây hai cho nó là nó vẫn là kịp tết nha các bạn ha nó thì khi mà mình ngắt cái cây cơi hai như vậy đó thì cái bông của mình các bạn thì nó sẽ là nhiều hơn nhưng mà là cái bông của nó thì nó sẽ nhỏ hơn nha nó tầm đâu khoảng đâu là 6 7 ly trên một bông nha các bạn ha nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn là mình sẽ là tứ phân cho nó nha hoặc là mình sẽ lãi những cái uh, cái nụ hoa chính của nó những cái cái nụ hoa mà nó to các bạn thì bạn hãy lãi nó bớt đi và mình sẽ lấy là những cái uh, bông chèo thôi là cũng được rồi mọi người tại vì mình trồng ở nhà mà tại vì chỉ có một số nó nở hoa sớm thì các bạn là nên làm như vậy ha nó tại vì mình nếu mà như là các bạn mà ngắt cây hai các bạn thì có nhiều bạn biết cách bấm tại vì cái cây hai các bạn nó rất là khó chứ không phải là dễ đâu nếu như uh, cái cây một uh, là mình chỉ ngắt cái tim ngọn của cái uh, cây bông dạng thọ thôi còn cái cây hai là bắt buộc là mình phải bấm sát cho nó nếu như là mình không bấm sát là mình tưới phân vô các bạn mà nó hoặc là bạn tưới nước đó thì nó sẽ động lại ở cái phần này nè nó sẽ bị ướt cái ngọn và có thể là nó làm thối cái cây bông dạng thọ của mình ha thì đó là những cái trường hợp mà mình chia sẻ cho các bạn để các bạn tham khảo thôi và các bạn là nên xem nhiều kênh ha để các bạn rút ra cái kinh nghiệm cho mình thì ở đây thì mình cũng chia sẻ như mọi người thôi và đó là những cái cách cơ bản nhất ở đây thì mình chia sẻ cho bạn là ba cách ha một cái cách thứ nhất là mình sẽ là tưới phân cho nó là cái phân là u rê nè một muỗng ăn canh cho 10 lít nước vào mình tưới hoặc là cái phần phân là DAB ha 80 C cái phần ngâm á lúc như lúc trước mình chia sẻ và mình tưới nhặt ngày cho nó và mình tưới khoảng đâu là 4 ngày và mình tưới một lần và cái cách thứ hai nữa là mình sẽ lãi những cái chèo chính những cái bông chính những cái nụ hoa mà bạn thấy nó sớm đó thì bạn lại bỏ đi và bạn để những cái nụ hoa mà nhỏ nhỏ như thế này là cái cách thứ hai và cái cách thứ ba nữa đối với là cái thời điểm là mùng 4 mùng 5 tháng 12 âm lịch á thì các bạn có thể là đi cái cây hai cho nó thì đó là ba cách mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái nụ hoa mà nó nở sớm ha tại vì mình thấy các bạn cũng bình luận trong kênh mình rất là nhiều về cái vấn đề này nha đó còn cái vấn đề mà xịt dưỡng mà hàng ga 3 để cho nó nhanh hơn á, mà nó bung chèo á thì ở đây là khi mà nó làm nụ như thế này là các bạn là không có nên xài ha mình có thể là xài những loại dòng thuốc dưỡng như là atonit trong cái thời gian mà nó làm nụ á, thì atonit thì mình xịt được nhưng mà trong cái thời gian mà nó đã nở ra những cái nụ hoa tượng là những cái nụ hoa màu vàng vàng rồi đó các bạn thì mình không có xài atonit nữa thì nếu như xài là nó sẽ bị là à, tàn sớm nha mọi người ha thì đâu lối đâu khoảng đâu 25 là nó nếu như bạn xài lạm dụng nhiều quá là nó sẽ là cái cánh của nó các bạn thì nó sẽ hơi trắng trắng nha mọi người ha nó thì nó có là cái dấu hiệu tàn nha mọi người nó thì mình lưu ý cho bạn về phần thuốc dưỡng luôn thuốc dưỡng á là mình chỉ dưỡng khi cái nụ hoa của mình mà nó chưa tượng cái nụ hoa này này luôn á cây của bạn mà nó si quá thì các bạn có thể là xài thằng đề cao mông ha thằng đề cao mông thì nó không có cái hâm, cái hâm nó không có cái ga ba nhưng mà nó có cái 4 d cái 24 4 d nó cũng rất là lẹ nha mọi người 18 c cho pha 20 lít nước nha đối với những cái cây mà nó yếu nó chậm á thì bạn xài á và mình kết hợp cái phân để cho nó đủ cái dưỡng chất trên cây thì trước đó thì mình có chia sẻ cho các bạn là nhiều cái video rồi rồi thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho các bạn là ba cách khắc phục uh, khi cây bông dạng thọ của mình mà làm nụ sớm nha. Rồi bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình nha các bạn cũng như là có câu hỏi gì thì các bạn cứ bình luận bên dưới video của mình thì mình sẽ uh, cố gắng mình trả lời cho các bạn nha. Rồi thì mình xin được uh, mến chào.